Hello， 大家好，我叫武俊孝，我的初级考试成绩是950，我很开心了。在这个 video， 我想告诉你们我的故事，对，好吗 ？Hi， my name is Hugh. I work in the IT industry. I've just got a 950 in the TOEIC test. I'm super happy. And in this video, I'd like to share with you my story of learning English. Hi， xin chào mọi người, mình tên là Hiếu, thì mình hiện đang làm việc trong lĩnh vực công nghệ thông tin. Mình vừa mới hoàn thành kỳ thi TOEIC với điểm số là 950. Thì hôm nay trong cái video này mình muốn chia sẻ cái câu chuyện của mình về việc học tiếng Anh đến với mọi người. Đó là vào một cái ngày mà mình cảm thấy rất là buồn chán vào cách đây 2 năm trước. Thì lúc đó mình mới tự nói với bản thân mình là mình cần một cái gì đó mới hơn và vui vẻ hơn, khác với lại cái môi trường làm việc hiện tại của mình. Thì mình cần được refresh lại cái tâm trạng của mình. Mình muốn được biết thêm nhiều bạn bè mới trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Và quan trọng là tại cái thời điểm đó mình cảm thấy bản thân mình rất là cũ rồi. Mình cần phải được input thêm một cái thứ gì đó mới. Và đối với mình thì mình nghĩ cái việc đi học là một cái sự lựa chọn khá là vui vẻ đó. Thì cái level của mình hiện tại ở lúc đó là vào khoảng 700. Thì đây cũng là một cái dịp để mà mình có thể quyết tâm để nâng cao điểm số của mình. Nói về trung tâm X-Hoa thì mình nghĩ thì đây là một trung tâm khá là nổi tiếng. Có rất là nhiều cái chi nhánh ở trên khắp thành phố. Và ở gần sát bên nhà mình thì cũng có một chi nhánh. Thì cho nên là mình quyết định chọn học ở đây. Mình được tư vấn là học lớp luyện đề với lại thầy Long. Thì như mình vừa nói lúc nãy thì cái mục đích đi học của mình nó có hơi khác so với mọi người một chút. Thì mình không có áp lực về điểm số, không có áp lực về bằng cấp. Cái áp lực duy nhất đó là chính là bản thân của mình thôi. Cho nên là, nhưng mà may mắn là sau cái khóa học này, cuối cùng thì mình cũng đã tìm được những cái thứ mà mình mong đợi. Nói về thầy Long thì mình rất là thích cái sự chỉn chu của thầy trong cái bài giảng và cả trong cái hình tượng về giáo viên của thầy. Mình rất là thích cái cách mà thầy lắng nghe các vấn đề về việc học tập của các bạn học viên. Cả thầy và các bạn học viên đều rất là cố gắng, rất là nhiệt tình trong việc học. Cho nên điều đó khiến cho mình tin rằng là cái khoảng thời gian đó nó đã trải qua một cách rất là có giá trị. Nói về cách học thì mình nghĩ là mọi người sẽ nhận được rất là nhiều cái phương pháp rất là hữu ích từ các thầy cô ở trung tâm rồi. Thì nhưng mà trong cái video này mình chỉ muốn chia sẻ một chút về cái vấn đề về thói quen. Chúng ta không chỉ xem tiếng Anh là một môn để học, nhưng mà hãy xem nó là một cái thứ gì đó rất là bình thường để chúng ta sử dụng hàng ngày. Dĩ nhiên là trong cái quá trình sử dụng tiếng Anh thì sẽ có rất là nhiều cái thứ mà chúng ta chưa biết, nhiều kiến thức mà chúng ta chưa biết. Thì chính là những cái lúc đó là lúc mà chúng ta cần phải học. Chúng ta không thể nào mà học hết trước hết tất cả mọi thứ, chúng ta không thể nào chuẩn bị trước hết tất cả mọi thứ được. Không ai có thể được như vậy cả. Chúng ta chỉ cần học những cái gì mà chúng ta đã từng mắc lỗi, từng mắc sai lầm và chúng ta sau này không mắc phải những cái thứ đó nữa. Như vậy là được. Chúng ta hãy thử nghĩ về cái việc mà chúng ta sử dụng tiếng Việt một cách thuần thục như thế nào. Chúng ta nói chuyện tiếng Việt như thuần thục như thế nào, chúng ta đọc tiếng Việt mỗi ngày nhiều như thế nào, chúng ta chơi game lên level liên tục như thế nào, thì cũng hãy dành cái khoảng thời gian tương tự nhiều như vậy để mà sử dụng tiếng Anh. Ban đầu thì mình khá là cứng nhắc về việc sử dụng tiếng Anh. Quan điểm của mình đó là ngôn ngữ là để dùng để chúng ta giao tiếp, để chúng ta hiểu nhau, chứ không phải là chúng ta cần phải biết đâu là subject, đâu là verb. Tiếng Anh lại càng không phải là toán học để mà chúng ta cần phải học thuộc công thức, để mà chúng ta xác định những cái dấu hiệu hay là dùng suy luận để mà suy luận các thì. Tuy nhiên, khi mà để đặt vào một cái hoàn cảnh cụ thể, ví dụ như là lớp luyện đề hay là một bài thi TOEIC, thì bản thân mình đã phải thật sự nhìn nhận một số vấn đề như thế này. Thứ nhất, đã là một bài thi thì nó sẽ phải có giới hạn về thời gian. Mục đích là để cho thí sinh trong một khoảng thời gian ngắn có thể tương tác với lại tiếng Anh càng nhiều càng tốt. Nó rất là khác với lại cái hoàn cảnh sử dụng tiếng Anh trong đời sống hay là trong công việc. Cái mục đích xử lý thông tin và tốc độ là đều khác nhau. Từ đó thì mình mới nhận ra là các cái kỹ năng, kiến thức hay là kinh nghiệm mà cái khóa học cung cấp đều là có lý do của nó. Và thật sự mình cảm thấy nó rất là hữu ích để giúp cho mình giải quyết được cái bài thi TOEIC này. Mình hiểu là các bạn đã đang rất là cố gắng và bản thân mình cũng vậy. Mình chỉ có một điều muốn chúc tất cả mọi người, đó là
chúc mọi người sớm tìm được cho mình một cái động lực đủ lớn, một cái lý do đủ mạnh, một cái thói quen đủ thoải mái để mà có thể sử dụng tiếng Anh một cách đều đặn, không chỉ lúc này mà còn mọi lúc về sau nữa. Mr. TOEIC, đào tạo TOEIC số 1 Việt Nam.